Rồi. Chia tay, chia tay. Cảm ơn chị, cảm ơn chị, cảm ơn chị.
Cái này cái gì? Vàng. Rồi, cảm ơn con. Cho anh để đó đó, anh muốn ăn anh lấy anh ăn cái nó dễ. Rồi đỡ chúng lên từ bên đó đi. À. Cho con lon bò cụng luôn nữa nè. Có xin nào đâu? Chú đi trong phải không? Không.
năm ba coi à. Sao bị về nè anh? Em có số ba năm ba. Năm ba. Ba năm ba xuống cái giường sau đó. La nhỏ nhỏ rồi la. Dạ. Yếu tiền. Đi em từ từ xuống giữ lại. Là như là cắt cũng tạm đây. Buồn bán. Sáp chị giờ có mấy con ngồi lộn giường cho biểu mấy kia nó sáp làm sao nó sáp cho nó. Ủa thì đi sâu ghế nó cứ dịp chấp cho tao ngồi. Xe bả nè, ông mấy má nhỏ đi trong cái đây. Đây nè. Đây nè. Xe bả xe chiến vô một cái xe bả xe chiến vô đúng giường của chị đi. Có cô chị 353 đúng không? 353 cái sao đó. Sao chị vô đây rồi chị đâu nữa không? Cái này là xe bả. Xe bả xe chiến hai người đây. 353. Cô anh à chiến mày mày đây. Chiến nào? Đậu nó mới điện. Bốn chỗ không à. Lên nó bốn chỗ. Lại đó. Rồi chắc đồ lên đi. Chắc đồ lên đi. Chắc đồ hả? Lên rồi một người lên nữa. Phải không? Hỏi đi. Đó đó, taxi Mai Linh. Một. Một chiếc. Một chiếc này chở đồ thôi. Hai chiếc kia chở người, một chiếc này chở đồ. Chở đồ hết rồi đó. Hai chiếc kia vô sức rồi. Hai chiếc kia trong cốt thôi á. Chứ không có chắc lên đây được. Không ra đây hả? Rồi quỷ ba chiếc luôn đi. Mệt mệt. Quỷ đi, rồi quỷ luôn đi. Ô xe trong đồ đó tại có mấy người à. Chủ yếu là chở đồ. Ở chở đồ không được thôi. Ờ dẹp đi. Ok, bye. Bye 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 bye. Bye 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 bye. Thôi đúng không? Rồi. Rồi, đây. Lao ghê thì cái đội người khác đi, chứ không chờ đồ. Chờ đồ vậy đâu muốn chờ đồ. Chờ đồ mà làm đi. Chờ đồ mà dẫn nhất hết. Với chờ đồ khác này không quen. Chờ đồ làm mà không quen. Chờ đồ chờ đồ không chờ đồ nữa. Tao nói sao? Tập cho chị nha, đừng có phá nha mấy con. Mẹ nè. Ừ. Mẹ ơi, em thấy sạch dở của con. Không có khóa tập dở của chị hai. Dạ. Đi. Tập dở của chị. À, các bạn nghe chưa? Để cho em học em nói nè. Không có lấy đâu, không sao đâu. Sao nói đi. Em mượn em học mà đâu có khóa cái gì đâu mà mép qua nha. Tập lưng lớn ở trong tư nghe. Cô giáo mà. Không. Đúng rồi. Mà cố ngồi mà chơi vậy. Vậy giờ em đố anh á, ngày xưa nghe được. Rồi ai đây? Cái nhà trẻ mẫu giáo nó nằm nhà. Lúc đâu á? Thôi em đừng có hỏi, em biết gì. Thời đó em. Đó con của Hậu ở đây luôn. Mặt mẫu giáo trên đó. Mới mua đây về chừng chục năm tới lại à. Không lắm, không dám chục năm đâu. Ông tắm gạo mới mua chuyện chục năm đó lại. Không có chục năm. Trước lâu rồi. Vì chục năm em. Lúc mà anh về đây là 7 năm là đã có sẵn rồi. Rồi là 7 năm lẽ nhanh dữ vậy ha. Tắm gạo ông mua lâu rồi. Thì cái nhà trẻ đó ấy, người ta đấu giá là ông mua. Nghĩ. Tư nha. Nghĩ cầm hơi là mua gạo. Nằm giữa của chú Quý cái gì mà mang cái sao không? Ê khóa nghe. Không có lái cái đó. Rớt chỗ này là bể này. Dễ. Dễ. Dạ. Cô nói nghe em vậy. Ừ, chị nhắc tí thấy cái bản mà người ta nói cái mũi mình tư đặt hồi sẽ dở cái gì á. Anh đỡ đặt. Ờ, có này kỳ quá. Cái gì mũi không? Đâu rồi. Cô ngồi cho kỳ. Hai bốn không có chiếc tay viết nó lên bốn đó ông đặt mũi của Makita biết không ông có chiếc tay viết nó gãy
mà hồi chiều tôi không báo giá là em cấm mặt rồi á, 7-8 ngàn sửa không hết 5 tỷ rồi. Cô dạy đi, cô dạy luôn cái máy được. Anh rồi cái nhựa ngoài mua nhiều 100 mấy, không có giết cho trong đó. Ê 80 anh xếp gì đây nha, không chị tầm mấy. Anh nói tao bi hả? Cái vỏ vậy. Mua nhiều nhựa. Mua nhiều tùy hãng nè em, mà tét với Makita là nó bền, còn mấy thằng kia nó không bền. Mà tét đệm của Makita á, kéo ghế đó đi. Đó bờ hồ nhìn nó đẹp, đẹp ghen. Thầy nghe thầy đập dịch nữa đúng không? Cái hồi em lớn lên, lớn lên vẫn còn mà. Cà phê đổ rồi đó. Gì vậy? Quà hả? Cái đó là giáp bộ qua. Đây nữa. Ai cho con vậy hả? Ai cho con hả? Số số rồi cho con vậy. Ông Lâm hả? Đây rồi, ba sổ để ba lấy hết. Mời ba Tuấn mà. Có ai cho con vậy? Để ba đây mà. Cái số số rồi nè. Như từ cái đặt đó là tới giờ không thấy túng luôn, là như túng mà không đỡ được nó xung như gì xung cái gì rồi. Anh tư chết số đâu nhỏ đâu đường này bao nhiêu người chúng có gì đến mình bao nhiêu người chúng có con vẫn đeo đúng rồi có cái gì đấy đợt nghe mẹ nói là cu tốt mấy tờ luôn đợt nghe tới một thầy mẹ có sao dạy nha cô là cô cũng mẹ hết á chưa hết nhà dễ nhìn lùng ghê vậy.